could be us. So back to what I was saying. Could be us. Cuộc sống kín tiếng của Lương Sơn Bá Hà Nhuận Đông với vợ kém 8 tuổi. Tài tử hạn chế đóng phim, dần rút lui khỏi showbiz để dành thời gian cho vợ và tận hưởng cuộc sống. Theo Sohu, Hà Nhuận Đông gần đây có chuyến du lịch dài ngày cùng vợ. Nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân, nhận sự chú ý của nhiều khán giả. Sau kết hôn, tài tử dần hạn chế đóng phim. Anh dành thời gian bên bà xã, cùng cô tận hưởng cuộc sống. Kết hôn từ năm 2016, cặp đôi mong mỏi có con nhưng đến nay vẫn chưa có tin vui. Hà Nhuận Đông cho biết hai vợ chồng luôn mong chờ thành viên mới nhưng để mọi việc tùy duyên. Thời gian dành cho sự nghiệp của tôi đã quá đủ. Tôi muốn quãng đời còn lại có thể ở bên người thân nhiều hơn. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi và vợ có con. Mọi người xung quanh đều thúc giục nhưng mọi thứ còn phải theo ý trời, anh chia sẻ. Nổi tiếng trên màn ảnh nhưng Hà Nhuận Đông có cuộc sống kín tiếng. Trong các buổi gặp gỡ truyền thông, anh hạn chế nhắc về vợ vì không muốn cô bị chú ý và chịu soi mói của dư luận. Tài tử hạn chế chia sẻ về vợ. Vợ của Hà Nhuận Đông tên Peggy, nhỏ hơn anh 8 tuổi. Cả hai từng yêu nhau 8 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Bạn đời của tài tử có tính cách phóng khoáng, vui vẻ. Cô từng không ít lần đối diện với bạo lực Internet từ một số cư dân mạng do là vợ của người nổi tiếng. Dần dần, cô học thích nghi và vượt qua những điều tiếng. Đôi vợ chồng có đời sống kinh tế dư giả do Hà Nhuận Đông đắc sâu quảng cáo, phim ảnh còn Peggy kinh doanh thời trang. Cả hai tích lũy một số bất động sản và cho thuê. Nhờ thế, họ có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không áp lực chuyện kiếm tiền. Hà Nhuận Đông sinh năm 1975, là một trong những tài tử nổi tiếng của Đài Loan trong đầu thập niên 2000. Anh nổi tiếng qua nhiều tác phẩm phong vân, Tân Tam Quốc, Bong Bóng Mùa Hè, Tây Du Ký, Đại Náo Thiên Cung, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. Trong đó, vai diễn Lương Sơn Bá trong Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đưa tên tuổi anh nổi tiếng khắp châu Á.